Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với Super Bunny Man. Cái chỗ này mình phải đạp để mình trượt qua. Trượt qua được đâu chỗ này á. Để Phong Sam ơi. Đừng sao con lật lại chi vậy? Nhảy. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn đầu tiên nào. À không, cái này không phải màn đầu tiên, phải là màn tiếp theo của lần trước các bạn ạ. Vâng, okay. Và lần này vẫn tiếp tục là Phong là con màu vàng nha bạn, còn Sam là con màu hồng nha. Đấy, okay. Rồi. À, lần này tôi là công chúa màu hồng nè bạn, còn Phong là Mario. À đúng rồi, hôm nay Sammy tự nhiên kiếm đâu ra được cái váy của công chúa trong Mario vô cùng dễ thương nữa bạn. Tôi là tôi có xin Sam cho. Ủa sao đi vậy? Giống giới thiệu quá tự nhiên cái cây kia làm tôi hết hồn. Ủa tôi đang nói chuyện liên quan gì mà tại tôi? Tôi làm tôi hết hồn nên tôi giật mình. Đừng có xạo nha, Phong đang nói chuyện với mấy bạn fan chứ có nói chuyện với Sam đâu mà Sam giật mình, sao đừng có xạo nha, đổi thừa nha. Thôi mình chơi lại nè, lại nha. Ok. Không, Phong đâu tôi. Có niềm vui lắm hả? Ôi may quá, xém bị té. Ok. Chơi nghiêm túc lại nè, đấy. Đó. Bây giờ là Sam là con màu hồng, Phong là con màu vàng, phải nhớ nha. Ui. Cái con của Phong nó leo lên trên không được, Sam ơi, nó cứ xoay vòng tròn bên đây nè. Ui. Ok rồi, qua. Nhảy. Ờ kìa, sao Sam tàn bị dính cái gai phía trên không vậy? Nó khó lắm. Đây nè, để Phong chỉ cho Sam nè, Sam đừng có đi trước Phong, Sam đi sau đi, để Phong chỉ cho. Đây. Tôi đứng đây. Nha, bây giờ nè, Sammy trượt ở bên đây không? Xong rồi á, bây giờ Phong chỉ nè, Sammy á chỉ cần nghiêng người lên một chút xíu này thôi, hiểu không? Nghiêng một chút xíu xong mình tưng lên, hiểu không? Rồi, trượt đi Sammy, trượt xuống nào. Phong với Sam qua được đằng này rồi. Ok. Ok. Sao Sam lại thua nè? Thôi làm lại lần nữa nè. Trời ơi, thiệt luôn á, từ nãy giờ thua hoài, chưa qua được cái màn này nữa. Đi. Ok. Tức quá. Rồi. Ôi, Sam ơi, đừng, cứ chơi. Trời ơi, sao không làm gì tôi vậy? Từ từ, chỗ này trơn lắm, mình phải qua từ, Sam hiểu không? Chúng ta không nên chen nhau. Rồi qua làm cái gì mới đó nữa vậy? Đây, tôi sao tôi lo được, Rồi, trơn xuống dưới nè, Sam ơi, đừng để thua nha. Quay. Ôi, coi chừng. Sam ơi, tránh ra. Coi chừng lọt hố. Đây, để Phong nhảy qua nè. Hey, rồi đó, Phong qua được á. Từ từ Sam qua đi. Rồi, đúng rồi, hay quá. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Rồi, rồi nhảy qua luôn. Coi chừng. Tôi vậy? Phong đâu có muốn đá Sam đâu. Tại vì cái này nó lăn chứ bộ. Ơ kìa. Sam ơi. Yên tâm đâu, có Phong đây. Để Phong qua cứu Sam. Sam ơi, ở đó nha, chờ Phong qua. Đây, tôi giơ chân lên, đợi ông nắm nè. Hey, đây, Phong cận siêu nhân tới đây. Yeah. Rồi. Phong nắm cái chân Sam ơi. Rồi, Sam bu tay ra, Sam bu tay ra. Hey. Trời ơi, ghê không? Thấy không ghê không? Tự hào vậy Phong không Sam? Sam tự hào vậy Phong không? Tự hào. Lùi có cái gai mới được. Được nha, bây giờ nha, mình Mình cầm quả bóng ném qua đây được không? Bây giờ hình như là mình phải nắm cái quả bóng mình kéo bên kia đi để mình chặn cái gai để sao á. Rồi, Sammy lăn qua, Sammy lấy cái trái banh đi. Rồi, lại gần nè. Vô. Đạp nè. Ai. Sao không đạp Sam mà phong là văng. Rồi. Lấy được chưa? Thật đâu, tôi đang bị dính đây nè. Bây giờ ông muốn lấy đây, tôi làm cái cầu, làm cái cầu. Rồi, lấy được cái quả cầu rồi nè. Lăn qua. Rồi. Ê, Sammy, giúp Phong Sammy ơi. Từ từ Sammy. Lăn qua kia luôn. Lăn qua kia đi. Rồi. Bây giờ nè, Sammy vịn vô đất nha, vịn vô đất để Phong lấy cái đà nha. Hey. Rồi. Ui, chưa đủ lần nữa nè. Đạp tôi nè. Lên. Hey. Không có được. Sam phải lại gần Phong hơn xíu nữa, Phong lại gần hơn xíu nữa. Đúng rồi, rồi. Ê, trời đúng rồi mà, tiếng bu ra chi vậy? Ủa này hả? Đúng rồi. Bây giờ nè, Phong búng cái là Sam búng theo nha. 3, 2, 1, okay. Búng đi. Rồi, giữ, phải giữ lại. Sam búng, phải giữ lại để Phong lấy cái đà Phong đạp lên. Đó, đúng rồi, rồi 1, 2, 3, búng. Rồi, giữ, đúng rồi. Đúng rồi, 2, 1, 2, 3, búng. Đó. Rồi, lăn lên. Ôi, Phong đâu có nắm nữa. Ui, rồi,
bị mệt luôn á. Rồi, màn tiếp theo là màn 19. Ok, màn 19 càng lúc nó sẽ càng khó nha các bạn nha. Ê, Sam ơi, bà bỏ cái chân tôi ra được không Sam? Bà tự nhảy đi, mình, bà nắm cái chân. Mình xoay đi, mình xoay được mà. Đâu, mình xoay mình không qua được đâu. Cái chỗ này mình phải đạp để mình trượt qua. Có một cô nó nữ cúi đầu. Nó không có trượt qua được. Rồi, Phong nè. Thấy không, con không được. Thấy chưa? Rồi, Sam đạp Phong đi. Buông cái tay ra đạp, buông cái tay ra đạp để nhảy qua kia. Đó, đúng rồi. Rồi xong qua được nè. Được Phong nha. Đó, Phong đã bảo là được mà xong phải tin Phong chứ. Ok. Đấy vô. Ôi, Phong đỉnh không? Ôi, chỗ này cũng cần qua nè. Rồi Sam bây giờ để Phong làm cái bàn đạp cho Sam đạp qua nha. Ok. Mà làm gì vậy? Mà làm cái gì tôi đi? Làm gì đâu. Rồi, đạp qua. Sam phải vừa đạp, Sam vừa lăn. Trời ơi. Ủa, lăn rồi, này đạp thôi mà. Này nha, Phong làm lại một lần cho Sam coi nha. Phong, Sam phải đạp liên tục vậy nè, hiểu không? Đạp liên tục là mình qua được, hiểu không? Đó, Sam đạp liên tục đi. Đạp đi, đạp. Thôi, mạnh vậy. Rồi, đạp đi. Ây, sao mà đạp tôi quá kia luôn vậy? Ai vậy? Phong qua nè, rồi, giờ Sam coi Phong làm mẫu đây nha. Ôi, đó, thấy không? Ok. Rồi, đến lượt Sam đó. Đúng okay. Rồi, hay quá. Rồi mình đạp tiếp, mình đạp tiếp nè. Ôi. Ôi, Phong lên trên này đó, Phong lên trên này đó. Ôi. Lại. Ôi, đạp. Đúng rồi. Chưa, từ bình tĩnh. Rồi, đạp. Đúng rồi, hay quá. Ok, rồi bây giờ mình lên trên nè, để mình lấy củ cà rốt nè. Đó, không lên được nè, bây giờ Sam đắp cho cái chân Phong đi. Càng lúc mình với Sammy càng bờ rồ hơn các bạn ạ. Mình chơi bắt đầu chuyên nghiệp hơn rồi đấy. Không? Hỗ trợ nhau kiểu rồi, Sam qua trước đi, Ok. Qua đi. Từ. Rồi đạp. Trời ơi, Sam nhìn Phong nè. Không khác gì luôn. Phong đâu biết gì đâu, cái này là lỗi ơi. Đó, chờ qua nè. Đúng rồi, càng lúc càng chuyên nghiệp. Rồi, từ từ, bình tĩnh. Đây này, cứ từ từ thôi. Rồi, Sam đạp qua đi. Rồi, tới lượt Phong. Ui. Đó, ok, lên trên luôn. Ê. Ơi, sao mà xuống dưới vậy? Nắm lại. Ok, rồi, lên được. Sam mà chưa chuyên nghiệp lắm nha. Phong chuyên nghiệp rồi, nhưng mà Sam okay. Chưa chuyên nghiệp lắm nha. Ok, tôi chuyên nghiệp rồi. Rồi, nắm cho người Phong nè. Ê, cứ chừng. Chỗ này là mình không có trượt qua được đâu, chỗ này á. Nha, Phong làm cho Sam coi nha. Bây giờ Sam trượt qua nè. Đến gần đây nè, Sam bám lại nè, hiểu không? Sam đưa người lên, hiểu không? Đưa người lên chỗ này nè, thấy không? Đó, chuyên nghiệp không? Đưa người lên nè, nhảy qua. Chuyên nghiệp chưa? Tại vì Phong nhảy chưa đủ mạnh, hiểu không? Thật ra là qua được. Đó, Sam tin Phong đi. Làm y hình cho Phong vậy đó. Ok. Ôi. Rồi, nghiêng người lên, Sam nhảy qua. Nhảy. Ôi ơi. Ôi. Cái chân bên dưới có cái gì á? Ok rồi, Sam ở đó nha. Chờ Phong. Rồi. Ôi. 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 Rồi. Rồi may quá mày. Qua được rồi Sam. Rồi bây giờ qua anh kia. Nắm cho người nhau để mình lăn qua. Sam buông tay ra, Phong Sam buông tay ra. Vừa buông vừa lăn. Có nha. Đây đó. Đúng rồi. Hay. Đúng rồi, hay quá Sam ơi. Trời ơi Sammy của tôi giỏi quá. Nhảy đây để Phong đạp sang qua nè. Hey. Đó, đạp qua luôn. Ôi rồi, bên đó nha, để Phong. Sợ rớt quá. Yên tâm, có Phong đây. Không sao hết. Ê, cắm đầu rồi. Không thấy tôi ngồi tôi đứng đợi không? Yên tâm, chờ Phong nha Sam. Sam chờ Phong nha Sam. Phong sẽ tới nha Sam ngay. Dùng góc nghiêng nữa. Rồi, qua đường nè. Đó, rồi lăn xuống luôn. À, cái chỗ này mình phải đạp lên nè. Rồi Sam tránh đây, Phong đạp lên trước. Hey. Ôi, cú cà rốt. Không thấy cú cà rốt kìa. Rồi Sam lên đi. Ok. Rồi bây giờ nha, Sam cho cái lốc xoáy nó hút Sam vô đi. Để Phong tự qua, Phong lấy củ cà rốt cho. Chắc không, lỡ em rớt xuống mình đứng đây mình cứ kệ đi, cứ đợi đi. Ok, vậy giờ Sam đó nha, để Phong qua nha. Phong qua kia trước nha. Ok, rồi. Rồi, Phong sẽ lấy được củ cà rốt. Ê, củ cà rốt nó chạy vậy? No, củ cà rốt lăn xuống dưới rồi. Đây. Oh my god. Lên được vậy? Từ, Phong đang cố. Sao Phong chống bằng cái củ cà rốt đi? Sao nhìn nó ngầu vậy? Ồ được, này lúc đó là cái bàn trượt á Phong, nhìn lúc đó là bàn trượt các bạn. Ơi, trượt. Dạ. Trượt. Yeah, qua Sam ơi. Yeah. Qua nè. Qua! Ôi trời ơi.
nào bà cũng nắm như cái chân tôi vậy sao? Hả? Bà không có bỏ tôi ra được, bà không xa tôi được chút nào á. À! Đợi, là cái đó nó lăn được, cái đó nó lăn được. Vậy là mình phải đi chung nhau rồi. Đây nha, Sam, từ từ. Để Sam ơi. Để Phong Sam ơi. Ơi. Ai đưa. Sao lật lại gì vậy? Phong có lật đâu, cái đó nó tự lật mà. Từ từ lại nè. Ây da, trời ơi, đâm ông mồi đâu quá à. Bây giờ nè, Sam cứ qua trước đi. Yên tâm, Sông Phong, Sông Phong sẽ qua kịp mà, yên tâm. Nhảy. Nó vô lý vậy mà cũng được luôn à. Vậy là cái này sao ta? Từ từ để Phong xem thử nha. À. Ê, Sam ơi, bạn có thể nào bạn đợi mình đi chung với được bạn Sam? Hả? Sao bạn Sam chạy qua trước vậy bạn Sam? Vậy là bây giờ hai đứa mình phải nhảy cùng một lúc qua bên đó. Ôi, từ từ. Cái chuyện đụng như đó, cái chuyện đụng như đó. Rồi, sao quá đi. Hey. Không nhảy không kịp, trời ơi. Trời. Này khó vậy. Ủa, mà sao bà lăn dưới rồi? Từ từ thôi mấy bạn ơi, mình cứ chậm từ từ thôi. Đây nè, từ từ Sam để từ. Để Phong, Ơi, đừng Sam, chết đi. Đã bảo là để Phong mà, Sam cứ để Phong từ từ hiểu không? Sam cứ từ để Phong. Rồi. Bây giờ nè, Sam nhảy qua bên đó luôn đi, Sam nhảy qua bên đó luôn. Qua đi Sam. Qua đi. Ơ đúng rồi, qua luôn. Hay quá, qua đường. Thả ra, được. Chừng té. Tôi sợ bà té. Ok. Đạp đi Sam, đạp mạnh vô. Đúng rồi, lăn lên, từ để Phong. Rồi. Chờ Phong đang lên. Wow. Đúng rồi. Hay quá. Qua luôn. Từ. Ui có. Ê. Đây, có cầu trượt. 2 3. Rồi ơi, giữ người Phong, giữ người Phong. Trượt. Ôi trượt nữa nè. Ây da, kẹt rồi. Đạp. Ông đừng đạp, để tôi đạp thôi. Sam đạp đi. Ê, ông cầm cái. Ôi, không sao. Ủa sao hay vậy? Ôi trời. Đầu tiên quá nè. Cũ đó sao thắng được vậy ơi. Cái này nó lăn, mình đi đâu đây? Ôi, cú cà rốt. Ôi, Sam ơi, Sam đừng xuống. Mình vô cái bẫy. Ok. Nó có cái chú. Sam đi để phòng. Từ. Lăn lên. Rồi, đúng rồi. Ok, rồi. Sam đâu? Là cái bè đứng trong nè. Mình phải lấy được củ cà rốt, bạn hiểu không? Mình chơi bây giờ, mình chơi chuyên nghiệp rồi, mình phải lấy được củ cà rốt. Khó ta. Ủa, sao củ cà rốt nó tự rơi xuống rồi ta? Sao mới thấy không? Sam xuống dưới. Cái này nó giống kiểu như là rót ơi, rót rơi bị bà. Ơi, cái chân. Để Phong xuống nè. Sợ nè, tôi cũng thắc mắc nè. Ê gì vậy? Ê! Củ cà rốt. Ê, Sam ơi, cái chân mất củ cà rốt. Mất củ cà rốt rồi. Phong đã giữ củ cà rốt rất là lâu luôn á mà cuối cùng mình vẫn bị té. Oh no. Bây giờ muốn qua level tiếp theo thì mình phải đạt được 34 xu. Trời ơi, mình còn thiếu 5 xu nữa bạn ơi. Thôi, mình sẽ cố gắng kiếm 5 xu nha. Và để qua được màn tiếp theo thì mình cần phải có 35 xu. Chính vì như vậy cho nên mình với Sammy sẽ chơi là màn cũ để mình lấy được xu để mình qua màn tiếp theo nha các bạn nha. Yeah. Ok. Và để lấy được xu thì chúng ta cần phải lấy được củ cà rốt cho nên mình với Sam phải cố gắng hơn. Nhảy quá. Ui. Cái gì vậy? No, Phong bị hút rồi. Không sao, còn Sam mà Sam. Không có anh Sam. Đói, hay quá. Trời ơi, lần này Sammy với tôi là gánh tim mấy bạn ơi. Rồi, ok bạn ơi. Và cuối cùng thì mình với Sam cũng đã kiếm đủ xu rồi và... là mình thua. Và chúng ta chơi lại nào. Ok. Mình với Sam đã kiếm đủ xu rồi chơi. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp nha bạn nha. Yeah. Ok. Rồi, ngon. Cái này có kinh nghiệm rồi, cái này có kinh nghiệm rồi. Tại vì là cái đó nó trượt qua, Phong không ngờ là nó trượt qua được, hiểu không? Mình làm lại nè, Hây! Quá luôn! Trời ơi, rồi lăn, Sam ơi, lăn! Lăn đi! Đó, đúng rồi, hay quá! Tiếp nè! Sam lăn qua đi! Hây! Trời ơi, ghê không? Chuyên nghiệp chưa? Rồi. Ui, cái chân dính gai! Ê! Ui, sao đứng vậy? Em sẽ bị bám cái này chứ!
Ghê quá, hay quá Sam ơi, hai đứa mình quá đỉnh. Ok rồi, Phong lên trên nè. Đó, đó là Sam á. Lên lên. Ủa, lên lên. Có cần bám chân Phong không? Vậy? Rồi, không cần luôn, ghê. Wow. Từ sao trời. Trời ơi, Sam ơi, cái tôi nay tiến bộ quá, chuyên nghiệp quá. Ê, mày... bám lại. Bám rồi. Trượt kìa. Wow, trượt. Ôi, xịn thật sự. Trượt kinh khủng luôn á. Rồi, quá Sam ơi. Yes, quá dễ với Phong. Màn tiếp theo. Ok, màn tiếp theo đây. Ê, tính ra lần này mình chơi. Ôi giời ơi. Tính ra mình chơi. Lỗi Sam, Phong tính nói là tính ra màn này mình chơi hay ghê á, ai về đâu mình té liền luôn bạn ơi. Chơi chỗ nào vậy? Không, tại vì là hồi nãy Phong đâu có ý đâu. Đây lần này qua lại nè. Đó. Cố lên. Ồ. Ê, lên lên lên. Đó, đúng rồi. Bấm vô. Ê, đừng. Ôi, Phong sợ đi. Ôi, cái đầu của Phong dừng, cái phần đầu của Phong nó gần dính vô luôn á. Ôi, chết mèo, trời ơi. Đi luôn chứ sao, trời ơi. Khổ quá mấy bạn. Cay ấy à. Ơi, tính ra lần này Phong với Sam chơi á là nó không có, nó đỡ hơn lần trước nha. Tại Phong với Sam có kinh nghiệm rồi đó. Ờ, chuyên nghiệp mấy bạn. Đó, nhảy qua nè. Ấy, rồi ok, Phong qua nè, Rồi sao qua đi. Ê, vậy sao? Rồi, để Phong nắm, Sam qua lên nè. Ok rồi, Sam. Rồi. Buông ra. Rồi. Lại nè, lăn luôn. Mình lăn là được, Sam ơi, Lăn. Thôi không, không nói mà. Ui, rồi bám. Đúng rồi, bám. Rồi, trượt đi. Bình tĩnh nha. Chưa nè, làm nó bao nè. Ui. Đó, ok. Rồi lên. Rồi, cẩn thận nha. Ê! Ôi, cái chân gai. Rồi, tiếp nè. Rồi. Bám vô. Sam ơi. Ủa rồi Sam mất tiêu rồi. Đây Phong đang xuống, Phong không thấy gì hết. Ở đây Phong xuống rồi, Phong xuống rồi nè. Ui, Sam bám vô chân Phong đi. Rồi. Rồi lên. Ok. Rồi lăn tiếp. Ủa nhưng mà sao lăn tiếp rồi đây? Sao làm vậy? Nha, chứ cần là đây này. Ui, Sammy đạp cái cục kia văng qua bên kia là được. Ok. Rồi, lên. Đó, qua được. Yeah! Hay quá. Yes, ok bạn ơi, và cuối cùng thì mình với Sammy cũng đã qua được map mới nha, từ map băng một mình đã chuyển qua được map này là map hầm bí mật hả? Hả? Hầm mỏ. Yes. Rồi Phong thua rồi sao ơi? Map gì mới map mà không thua rồi ông nội? Thì mình phải test thử chứ. Ok bạn ơi, và trong màn này á thì mình nghĩ rằng mình với Sam sẽ test thử một màn này trước nha. Và một mình sẽ có tập sau, một mình sẽ chơi đến con map mới nha. Bạn nào muốn một mình chơi map mới thì mình thua rồi. Ui. Ê, rớt cái gì vậy? Sao có cái gai nó rớt xuống vậy? Nãy rớt xuống đầu tôi kìa. Đây. Bây giờ mình cứ test thử một màn này đi, đáng lẽ cái này là phải để cho tập sau, nhưng mà thôi mình cứ test thử đi. Ok, lên nè. Đó, Phong lên rồi nè. Tập sau luôn. Rồi. Ôi mày. Cái gai nó rơi vô đầu nha, coi chừng á. Đây giờ Sam ơi. Khó luôn á. Không sao, từ từ. Càng lúc nó càng khó, nó càng vui. Đó, Sam qua được rồi nè. Nhưng mà Phong thua rồi. Cây vậy, từ này tôi thua đã. Sam thử lại cái cây kia coi. Sam thử lại cái cây kia, nó rơi xuống rồi sao? Ây da, đau nha. Đây, tiếp nè. Tao sợ luôn mà. Đấy, rồi, Phong qua được nè. Xong qua đi. Ây. Cái gì vậy? Phong bị cái que nó xuyên trúng sao ơi. Trời ơi, nó xuyên trúng bụng luôn ơi. Không ngờ là mở tôi giày vậy mà nó vẫn xuyên qua được. Ờ, Sammy bình tĩnh thôi, từ thôi. Sammy không cần phải vội, hiểu không? Tôi đói bụng quá à nè, nên tôi bị vậy á. Nè, Sam nhìn Phong nè, chúng ta cứ từ thôi, không cần gì. Xin lỗi Sam. Từ, sao bữa lâu ổng bắt đầu bụng khoe cái gì đó là ổng bắt đầu không đừng khoe chứ. Ông đừng nói chuyện. Ơ, sao nói vậy là sao? Đây, coi Phong nè, thể hiện nè. Hí, nói không? Quay! Phong mới né được cái cây Sam ơi, ghê không? Ôi, cái gì vậy? Ê, sao bà đạp tôi? Tôi đạp đâu, tôi đang đi mà, tự nhiên nó lát quá hồ. Sao Sam đạp tôi? Tôi không có đạp, tôi thật luôn, tôi mà đạp là tôi. Rồi, làm lại, đây. Đó, thấy không, mày thấy không, mấy bạn bà vẫn giành quá chứ. Bà đợi. Rơi cùng nhau vậy cũng vui. Sam đừng có giành quá trước, Sam từ từ rồi, hiểu không? Từ từ, Phong sẽ nhường Sam qua mà. Đó, qua được nè, ok. Lăn qua cái kia luôn.
Đó, né được cái cây, mày hiểu ha, sẽ bị cái cây đâm. Rồi từ từ nha. Ông phải lên cao, ông phải lên cao, ông có lên cao chúng tôi là nhìn tôi nha, nhìn tôi nha. Rồi mình nắm nhau đi, mình nắm nhau người nhau đi. Giữ 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 đúng rồi, hay hay. Rồi rồi rồi. Để Phong qua trước, Phong qua trước. Thề luôn á, sao không có thể dạy được nhờ. Không đâu. Sao không thể làm gì được nhờ. Không đâu muốn đâu. Khó lắm luôn á. Ờ kìa, khó quá. Cái này khó nha bạn nha, coi bộ cái này khó nè. Thôi được rồi, ok bạn ơi. Cái màn này bởi vì nó quá khó cho nên là mình với Sammy sẽ dành nó để cho tập 3 nha bạn nha. Hiện tại hôm nay bọn mình đã chơi được Super Bunny Man tập 2 rồi. Và tập 3 bọn mình sẽ chơi con map mới này nha. Và nếu như bạn nào muốn bọn mình làm tiếp tập 3, hãy đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này được rất là dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình nha. Yes. Hello team, hello team.